Hello anh em, và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành SD đây, và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series, đó chính là Minicon Dino nha anh em. Và nếu anh em nào thích video đây, hãy để lại cho mình một like nha. Và nếu video được cả 500 like, ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của cái Minicon Dino. Rồi, thì chúng ta bắt đầu thôi. Và anh em đừng quên là click vào quảng cáo để ủng hộ thêm cho mình, có thêm cái động lực để ra thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và anh em có thể qua cái channel thứ hai của mình, đó channel Mr. Thành bên này. Đấy, có ngay này, từ khóa Mr. Thành. Và sẽ ra rất nhiều cái series về Tiny Gladiator, Tam Giác Long, các kiểu là điều. Rồi ok, chúng ta sẽ vào lại game nào. Và mình sẽ chiến đấu. Mình đã gọi là có nhân vật mới không nhỉ? Có nhân vật mới anh em ạ. Đây, nhân vật ngày như lên là cái cấp 2 sao phải không ta? Lên cấp upgrade lên thì chúng ta sẽ có cái tăng sức mạnh. Ôi, nhân vật này có mấy skill anh em ạ? Rồi, nhưng mà mình muốn chọn thằng này được không? Để tăng giáp à? Nhưng mà mình muốn đổi nhân vật thì đổi đâu nhỉ? Mình cũng chưa biết cái đổi nhân vật. Cái này get skill này, get start này. Quán rượu à? Quán rượu để đổi nhân vật à? Hình như là vậy anh em ạ. Đây nhân vật của mình đây, thằng Warren đây. Unlock luôn anh em nhá. Unlock bằng 10 game. Có nhân vật nữa không anh em? Ui, ninja hay cái gì này? Được, mình unlock bằng ninja này luôn à. Cô gái ninja anh em ơi. Mình mua luôn. Rồi, mình sẽ sử dụng con này luôn anh em ạ. Ây, chà. Đây. Mình có nhân vật mới anh em. Ôi xời ơi. Cầm cái bổ như thế này, súng này, súng giết các kiểu này. Mua súng mới không? Cái đồ này cũng đang rất là đẹp, rất là xịn sò luôn. Mình chưa có nhẫn, chưa có ấy đâu. Rồi, thôi tạm thời như vậy đã. Đánh nhau cái nhỉ. Hôm nay là cửa số mấy đây anh em? New skin, new unlocks. Đây, mình mới được có 2% của cái map này thôi, nên nó có thể thoải mái mà đi, mà chơi. Đấy, cái khung của cái này nó hơi, nhìn nó hơi tù. Nó thật sự là hơi tù. Hôm qua mình đánh chết con này đúng không? Ui ôi, không được. Mình cần phải súng khỏe hơn anh em ạ. Hôm qua vẫn thất bại ở chỗ này. Con này khỏe lắm, con này thì yếu này, nhưng mà một con boss nó khỏe hơi rồi luôn ạ. 6 đít. Đánh nhau mấy con boss thì nó kinh hoàng lắm, không biết ăn nổi mấy con boss hay không đây. Đây rồi, boss rồi, chết tiệt. Nó ra phát 3 con hay 4 con đấy. Nhìn máu nó kìa, dã man luôn ạ. Rồi bắn cả bọn này, rồi bắn cả bọn kia luôn. Úi dồi, ok. Hai ba con vậy, nhìn sợ vậy. Khi nào hết đấy không? Khi nào hết đạn không anh em? Đang cố gắng bắn anh em ơi. Đông quá. Làm sao thế được cái bọn con này đây? Chết thật. Mình đang cố gắng đi vòng đằng sau để bắn nó đây. Đúng một vòng luôn anh em ơi. Cố lên nào. Rất là một con rồi. Một con đã đai anh em ơi. Hay quá. 100 mấy viên thôi. Bắn liên tục vào đầu nó anh em ơi. Nào. Vào đây. Hết đạn mình mua hết đạn. Bắn gì? Úi xồi ôi, phải đứng như xa anh em ạ. Không có bắn đâu, đứng gần quá là chết đấy nhá. Đứng gần quá là sẽ chết đấy. Úi dồi. Đúng rồi, đúng khốn kiếp thật sự. Tăng hình anh em ạ. Khó chịu chưa? Chạy được không mày? Rồi sau đít mình có một con nhá. Còn một con duy nhất thôi. Ây chà, choáng.
Ui, hay nhờ. Con này khỏe bác cả đạn luôn anh em ạ. Và có lẽ mình sẽ nâng cấp thêm được cả súng nữa. Xác khủng long này. Ui, level 5 đấy. Yes, hay quá. Chúng ta hạ được con khủng long ấy rồi. Bá đạo thế nhờ. Quá bá đạo luôn anh em ạ. Stage clear. Phải nói là cực kỳ là hay với phát bắn vừa rồi. Chúng ta sẽ nâng cấp thêm nhỉ. Mình sẽ muốn chọn thằng khác đi, nhân vật khác đi, có thêm cái đồ khác đi. Đây, thằng Michael đây. Thằng Michael này có vẻ là khỏe với cả đạn nè, nhìn đẹp nữa. Mình sẽ sử dụng nhân vật Michael nha anh em. Và vũ khí dĩ nhiên rồi, mình sẽ thay đổi vũ khí. Cái này được cái là rất nhiều vũ khí đẹp. Rescue Forger đây, cái Forger là nơi để chế vũ khí đây anh em. Chính xác nơi chế vũ khí. Chúng ta sẽ lấy cái nào đây? Unlock cái này không? Complete cái stage 2 thì lại chưa unlock được, tại vì mình chưa mở ra. Cái này như thế này. Súng shotgun, đây ơi, súng này nhìn đẹp đấy anh em. Súng này nhìn được hết nhỉ? Đâu nhỉ? Đây nhỉ? 0.9 dam. Dam 105, đây, mua khẩu súng này anh em, grab luôn. Đó, mình có khẩu súng tiểu liên đúng không? Nhìn xịn vãi cả đạn luôn anh em. Đâu nhỉ? Mình sẽ bỏ cái này ra không? Và mình sẽ lấy khẩu mới về không? Wow, khẩu ấy được anh em ơi. Khẩu đi săn khủng long thì bá cháy kinh hoàng luôn. Mới được 2.5% của cái map này thôi. Như vậy là có nghĩa còn rất rất là xa, rất là dài nữa. Wow. Đây cầm quả, quả này nhìn trông cũng chất lượng đấy. Chúng ta cấp skill anh em ạ. Chúng ta cấp skill. Skill này là gì đấy? Cuồng bạo à? Dạng dạng như vậy. Thằng này không thay đổi vũ khí à? Vãi đạn rồi. Thằng này không thay đổi vũ khí anh em ạ. Chém chay à? Cầm quả này chém chay à? Đúng rồi. Không thay đổi vũ khí rồi. Đấy hiểu luôn. Nhờn, mày nhờn, vào đây. Con này hay lắm, khủng long à. Thế con ta đắc long khá khỏe. Chết rồi, mình sợ mình hết máu trước khi mình lấy rồi. Đúng rồi, vào đây nào. Chém này. Chém, đấy, thấy chưa. Khủng long ở đâu ra, từ sau đít ta tấn công vào. Khó nhăn. Thật sự khó nhăn luôn này. Quá khó nhằn luôn. Không biết chơi kiểu gì đây. Cuồng nộ lên nào, cuồng nộ lên. Bổ nó này anh em ơi. Chúng ta chỉ có bổ từ ngoãi giờ rồi. Trời, không có súng luôn ạ. Không đổi súng được luôn ạ. Không biết làm được đổi súng ra. Không có anh em. Có thì tôi phải biết chứ. Đây không được luôn ạ. Mày nhận. Vào đây. Chém chuối. Chết hết. Rồi ok. Chém này. Hợp lý không? Khủng long này. Đó, thắng rồi anh em ạ. Vẫn bá đạo. Nhân vật này cũng rất là bá đạo luôn. Chuyển chém thôi. Nhìn mặt rất là ngu. Cho nhận thêm mấy cái lọ bình gì đây. Không biết để làm gì luôn ạ. Forgers. Cầm súng, thằng này không cầm được súng à? Đây, nó phải nâng cấp, mắc súng được rồi. Cho nó khỏe hơn. Đấy, phải nâng lên được anh em ạ. Chỉ thiếu game thôi. Bắn này mới đã này anh em. Này bắn khủng long thì sướng lắm. Rồi, cho nó nâng tiếp khẩu này lên. Khẩu bắn băng anh em. Thằng này phải cầm được súng nhỉ? Không hiểu luôn đấy. Ở ngoài nó vẫn cầm được bình thường mà. Cho nó cấp 10. Súng với mấy cái này đều nâng cấp 10 hết. Khỏe vãi cả đạn luôn. Cầm hẳn quả nỏ. Mũi tên An Dương Vương. Level 10 này. Rồi đây. Cái quả búa điện của mình đây. Vãi vừa dùng đây. Khá khỏe đây. Bây giờ nó còn khỏe hơn nữa cơ. Đấy. Rồi. Chúng ta ra cái skill cái nhỉ. Get skill này. Nâng cấp skill được không ta? Đây, lấy thằng này cho nó
upgrade lên này, cho nó khỏe lên. Nó sẽ tăng cái skin của shotgun đấy, để tăng sang skill của cung, của bow. Go buy skill. Thằng này chưa có skill. Đúng rồi, chính xác. Mình sẽ đổi lại nhân vật nha anh em. Mình vào cái cam này và đổi lại cái nhân vật của mình đã. Quán rượu này, chuyển nhân vật cũ này. Đấy. Chưa có skill à? Đây, phải học skill cơ anh em ạ. Thì mới cho vào đây được nha. Đó, có một skill nữa. Rồi, tạm thời thế đã. Và thằng này thì nó có thể cầm được. Từ từ. Nó dùng cái gì trước? Từ từ mình dùng cái này đi. Equip vào luôn. Cầm luôn. Đã xong và chúng ta lên đường. Vào. Mới có 3%, còn 97% nữa cơ. Chứng tỏ cái map này rất là rộng lớn luôn anh em ạ. Hình như đấu boss à? Đấy rồi, súng mới này anh em thấy không? À, shotgun bắn cận chiến anh em ạ. À, cái này cũng có auto bắn. Mình cần chỉnh hướng thôi. Khá tốt. Được hơi ít đạn anh em. Trời ơi, shotgun vào gần thì cứ đi gần thì cực khỏe đấy anh em. Trời ơi, lên level hay sao ấy nhỉ? Mày vào gần đấy á, không được đâu. Không được đâu nhá. Không được đâu, xui, bay xác luôn, hay quá. Bay xác luôn. Tuyệt vời. Chúng ta sẽ lên thêm, đây. Có rồi. Có rồi. Hay. Lên đạn. Mày nhợt. Hợp lý. Úi trời ơi. Mình chưa sử dụng cái tuyệt kỹ nha. Bắn một hit. Khủng long đai luôn ạ. Nhưng mà chơi đông đông này vui này. Thích này, mình thích cái kiểu chơi này. Nào. Vào đây. Ui, chết hết. Ồ, còn đầy khủng long cơ mà. Và ok thì chúng ta sẽ cứu mình nhé. Xin chào và gặp lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye.